Xin chào các bạn. Hôm nay mình nấu nước để trị rụng tóc. Thì thường sau khi sinh thì các mẹ rụng tóc rất nhiều, và mình cũng là một trong những người trong số đó. Mình sau khi sinh mình rụng tóc như mưa các bạn. Và mình sử dụng cũng nhiều sản phẩm nhưng không hết. Khi mình sử dụng lá ổi, một ít lá ổi. Lá ổi này thì các bạn sẽ bứt ra vườn thì rất là nhiều các bạn. Và mình cộng thêm một ít lá chè xanh. Ít lá chè xanh các bạn có thể tìm mua ngoài chợ, rất là rẻ tiền, các bạn mua vài nghìn là sử dụng cỡ khoảng một tuần. Và mình sử dụng thêm đó là một ít vỏ bưởi. Thường thì các bạn ăn bưởi xong các bạn bỏ vỏ đi thì các bạn giữ lại để gội đầu, rất là tốt, rất trị rụng tóc, rất là hiệu quả. Ngoài ra thì nó còn giúp mượt tóc nữa các bạn. Nếu các bạn không có thì các bạn có thể tìm mua ở ngoài chợ, những hoặc các cửa hàng bán bưởi thì người ta vẫn cho vỏ bưởi các bạn. Nhiều nơi mình mua thì người ta không bán các bạn. Và sau khi có nguyên liệu đầy đủ thì tôi sẽ nấu nước để trị rụng tóc các bạn nhé. Cái phần lá ổi và lá trà và cái phần vỏ bưởi thì tôi đã rửa sạch. Và vỏ bưởi thì các bạn để nguyên như thế này thì nấu sẽ không có ra cái tinh chất của bưởi. Các bạn nên cắt nhỏ ra. Và sau đây tôi sẽ cắt nhỏ ra và cho vào nước sôi để chúng ta nấu để tiến hành gội đầu. Đầu tiên là tôi cho lá chè xanh, ta sẽ vò nát, vò nát lá chè xanh cho tinh dầu lá chè xanh, tinh dầu trong lá chè sẽ ra được nhiều hơn. Lá chè xanh vò nát và cho vào nồi. Tiếp theo đây là một nắm lá ổi, và lá ổi tương tự như vậy thì lá ổi cũng vò nát. Cuối cùng là cho vỏ bưởi vào. Khi đun 30 phút thì chúng ta tắt bếp. Nước lúc này đã có một màu vàng nhẹ. Sau khi gội đầu với nước lạnh là các bạn xả sạch, thì các bạn sẽ cho cái hỗn hợp nước này lên cuối cùng, mà các bạn không cần xả lại với nước ấm hay là không cần xả lại với nước lạnh nữa. Trước kia thì tôi vuốt tóc như thế này này thì tóc sẽ rụng khoảng một nắm tóc. Bây giờ thì khi tôi vuốt tóc ra thì tóc rụng rất là ít, chỉ có vài cọng thôi. Và các bạn hãy áp dụng theo cái làn của tôi để trị rụng tóc sau sinh rất hiệu quả nha. Và trong video tiếp theo thì tôi xin chia sẻ thêm với các bạn là cái nấu lá chè xanh trị gom sảy cho trẻ, và ngoài ra thì còn trị thâm tả cho trẻ nữa. Và hôm nay tôi xin tạm dừng video này tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.